Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất thủ tướng về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19. Đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này. Theo thống kê sơ bộ tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, cả nước có khoảng 920.000 F0 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Tại một số địa phương, nhiều người lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà và mất nhiều thời gian. Theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Người lao động khi bị COVID-19 đa số chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương cấp hoặc trạm y tế cấp xã cấp. Người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận này để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội. Vì vậy các trường hợp bị F0 chưa được thanh toán chế độ ốm đau, chủ yếu là các trường hợp mắc COVID-19 cách ly điều trị tại nhà. Mặt khác, do số lượng người dân bị COVID-19 có nhu cầu đến trạm y tế xin giấy chứng nhận mắc COVID-19 rất lớn, dẫn đến hệ thống y tế cơ sở nhiều nơi đang bị quá tải. Các nhân viên y tế đang phải làm việc với cường độ rất cao nhưng vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu. Dựa vào tình hình thực tế như trên thì Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc COVID-19 có hai giấy tờ: bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Thực tế f không điều trị tại nhà không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư 56 năm 2017 thì những người mắc COVID-19 điều trị tại nhà chỉ có các giấy tờ sau. một Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. 2. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. 3. Giấy xét nghiệm, test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp. 4. Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ quan doanh nghiệp 5. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp, nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó, người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. 6. Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung. 7. Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện giã chiến.